Trên thị trường tiền tệ, xu hướng bán đô la Mỹ vẫn chưa ngừng lại, nhưng đà giảm cũng đang chậm dần. Đồng bạc xanh tăng giá trở lại nhờ đồng bảng Anh gặp nhiều trở ngại liên quan đến vấn đề Brexit. Trong phiên đầu tuần, đồng bảng Anh đã giảm mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua, là do nhà đầu tư đang hy vọng một thỏa thuận thương mại Brexit khi Thủ tướng Anh và Chủ tịch Ủy ban châu Âu gặp nhau vào ngày 7 tháng 12. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến kỳ hạn kết thúc thương thảo Brexit và các nhà giao dịch toàn cầu đang tiếp tục kỳ vọng vào những biến động lớn để lướt sóng. Chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, đứng ở quanh mức 90,773 điểm, giảm 0,19%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm do thứ tư lo ngại về sự gia tăng bất ngờ trong kho dự trữ dầu của Mỹ vào tuần trước. Những tin tức tích cực về vaccine COVID-19 đã làm tăng hy vọng cho các nhà đầu tư về nhu cầu nguyên liệu phục hồi, hạn chế lỗ. Viện dầu mỏ Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết, dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm trưng cất của Mỹ đã tăng mạnh trong tuần trước, với dự trữ dầu thô tăng 1,14 triệu thùng, trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters là giảm 1,42 triệu thùng. Hiện, dầu thô Brent giao sau giảm 13 cent, tương đương 0,3%, xuống 48,71 đô la Mỹ trên một thùng. Giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giảm 14 cent, tương đương 0,3% xuống 45,45 đô la Mỹ trên một thùng. Còn trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh chỉ số chứng khoán giảm mạnh, giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán về gói cứu trợ kinh tế đang tiến triển tốt, cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Các nhà đầu tư trong tình trạng thận trọng quan sát, dịch bệnh bùng phát trở lại buộc chính phủ các nước tái áp đặt các biện pháp phong tỏa hoặc biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Đây là áp lực lớn lên nền kinh tế toàn cầu. Vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 1.865,46 đô la Mỹ một ounce, trong khi giá vàng giao sau của Mỹ giảm 0,3%, xuống 1.870,20 đô la Mỹ một ounce. Sau đây là những thông tin công nghệ đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tuần này, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua pháp lệnh sửa đổi đạo luật kinh doanh viễn thông, quy định các nhà cung cấp nội dung trực tuyến có trách nhiệm cung cấp dịch vụ ổn định cho người sử dụng. Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 tới áp dụng cho các công ty cung cấp nội dung trực tuyến, chiếm 1% hoặc hơn tổng lưu lượng dữ liệu sử dụng ở Hàn Quốc trong 3 tháng cuối năm này. Về cơ bản nhằm tới các công ty lớn như Netflix, Google và Facebook, cũng như các công ty trong nước như Naver và Kakao. Nếu không thực hiện các quy định mới này, các công ty trên có thể bị phạt hành chính lên tới 20 triệu won, tương đương với 18.350 đô la Mỹ. Trả lời hãng tin Reuters, Sony cho biết hãng luôn tính đến các điều kiện thị trường, tiềm năng tăng trưởng kinh doanh và các yếu tố khác như một phần của quá trình đánh giá liên tục các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh của mình. Rich Ong, người đứng đầu bộ phận nhân sự có trụ sở tại Penang cho biết, Sony sẽ củng cố các hoạt động sản xuất của mình bằng cách chuyển các hoạt động tại Penang sang Selangor để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Các hoạt động của nhà máy này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 và sẽ đóng cửa vào cuối tháng 3 năm 2022, ảnh hưởng đến khoảng 3.600 nhân viên ở Penang. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Trong mục điểm sách ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Tạo lập mô hình doanh nghiệp bất bại, phiên bản sách đáng mong đợi nhất, theo sau hai tác phẩm bán chạy nhất thế giới, Tạo lập mô hình kinh doanh và Thiết kế giải pháp giá trị. Cuốn sách Tạo lập mô hình doanh nghiệp bất bại giúp các công ty lớn và nhỏ xây dựng chiến lược tăng trưởng thần tốc, đồng thời quản lý hiệu quả hoạt động cốt lõi của họ. Phân tích các mô hình kinh doanh đã và đang thành công nhất thế giới, cung cấp các công cụ để đánh giá mô hình kinh doanh, mức độ sẵn sàng đổi mới và mọi dự án đổi mới của bạn. Được trình bày với 4 màu nổi bật, cùng các hình ảnh và công cụ thiết thực, tạo lập mô hình doanh nghiệp bất bại, xứng đáng là cẩm nang gối đầu giường của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân và các chuyên gia đổi mới. Tạo lập mô hình doanh nghiệp bất bại trình bày các công cụ mới thực tế để đo lường, quản lý và tăng tốc đổi mới cũng như các chiến lược để giảm thiểu rủi ro khi tung ra các mô hình kinh doanh mới, đóng vai trò như là một bản thiết kế cho chiến lược tăng trưởng của bạn. Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn cách liên tục dẫn trước đối thủ cạnh tranh. Các chương trình chuyên sâu giải thích cách tạo động cơ tăng trưởng mới, thay đổi cách sản phẩm và dịch vụ được tạo ra và phân phối, thu về lợi nhuận tối đa cho từng loại mô hình kinh doanh. Các công cụ mới như bản đồ danh mục mô hình kinh doanh, chỉ số đổi mới, khung chiến lược đổi mới và bản đồ văn hóa cho phép người đọc hiểu cách thiết kế của các công ty bất khả chiến bại. Mục điểm sách tới đây xin phép được khép lại. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với MC chính của chương trình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý về đại dịch COVID-19 trên toàn cầu và Việt Nam. Tính đến 18 giờ chiều ngày 9 tháng 12, trên thế giới có hơn 68,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,5 triệu ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc nhiều nhất thế giới với hơn 15,5 triệu ca và gần 300.000 người tử vong.
Còn tại Việt Nam, tính đến 18 giờ chiều nay đã phát hiện 4 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, Việt Nam hiện có tổng cộng 1.381 ca mắc COVID-19, trong đó tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 21.485 người. Thay vì phấn khởi khi được tiêm vaccine ngừa bệnh, đặc biệt là được tiêm miễn phí, người dân Nga dường như lại không mấy mặn mà với việc này. Nga đã bắt đầu cho tiến hành tiêm chủng trên diện rộng vaccine ngừa COVID-19 khi số liều vaccine được sản xuất đạt mức 2 triệu liều. Tại thủ đô Moscow, việc tiêm chủng đã được triển khai sớm từ cuối tuần qua. Mùa lễ hội đã đến gần, nhu cầu đi lại, gặp gỡ người thân và bạn bè tăng cao. Đó là một trong những lý do khiến giới chức Nga khẩn trương tiến hành tiêm chủng trên diện rộng vaccine COVID-19. Thế nhưng nhiều người thà ở nhà dịp lễ hội để tránh dịch bệnh, chứ không chọn tiêm vaccine. Lý do không tiêm vaccine thì có vô số, nhưng chủ yếu là người dân vẫn còn hoài nghi về tác dụng của nó. Bất chấp việc Nga đang là quốc gia đứng thứ tư trên thế giới về độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 với hơn 2,4 triệu ca mắc, trong đó hơn 43.000 ca tử vong, nhiều người vẫn chọn cách chờ đợi một thời gian trước khi quyết định có tiêm hay không. Việc tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn đã chính thức bắt đầu tại Nga từ hôm 4 tháng 12, với ưu tiên dành cho các bác sĩ, giáo viên và nhân viên xã hội, hoàn toàn được tiến hành trên cơ sở tự nguyện của người dân. Tuy nhiên, có lẽ sẽ phải mất thời gian dài để có thể tiêm được cho phần lớn dân số tại nước này. Hàn Quốc đã thông báo ký hợp đồng với 4 hãng dược khác nhau để mua lượng vaccine COVID-19 đủ dùng cho khoảng 44 triệu dân trong năm sau. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cho biết Seoul đã thu xếp mua 20 triệu liều vaccine từ mỗi hãng AstraZeneca, Pfizer, Moderna và thêm 4 triệu liều nữa từ công ty con của Johnson & Johnson. Số thuốc này có thể đủ dùng cho hơn 34 triệu người. Ngoài ra, theo ông Park, Hàn Quốc sẽ nhận thêm 10 triệu liều vaccine từ chương trình vaccine COVID-19 toàn cầu COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Vaccine sẽ bắt đầu được đưa đến Hàn Quốc trễ nhất là từ tháng 3, nhưng chính quyền tại đây sẽ tiếp tục quan sát kết quả tiêm chủng từ các quốc gia khác trong vài tháng để đảm bảo an toàn. Việc tiêm chủng hàng loạt có thể bắt đầu từ nửa năm sau 2021. Quốc gia này đã dành thêm 1,2 tỷ đô la Mỹ trong khoản chi của năm 2021 để mua vaccine. Những liều vaccine đầu tiên sẽ dành cho nhân viên y tế, người già, những người có nguy cơ lây nhiễm cao và các nhân viên xã hội. Ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với các cơ quan thống kê quốc gia khu vực ASEAN đã tổ chức kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN. Cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại kỳ họp, lãnh đạo các cơ quan thống kê của các quốc gia trong khu vực đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả hoạt động của nhóm công tác Ủy ban Hệ thống Thống kê ASEAN, khung khái niệm về dữ liệu lớn nhằm tăng cường số liệu thống kê chính thức của Ủy ban, khung thực hiện sáng kiến ASEAN, kế hoạch chiến lược Ủy ban điều chỉnh giai đoạn 2021-2025. Năm 2020, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban, dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc kết nối các thành viên trong cộng đồng. Việc tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực hệ thống, thống kê cộng đồng ASEAN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng. Theo Vietnam Briefing, nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt 14 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, tăng 16% so với năm ngoái và dự kiến đạt 52 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Theo đó, sự tăng trưởng nhanh chóng này được thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi số rộng rãi trong nước. Cụ thể, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, đồng thời tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. Vietnam Briefing nhận định, mặc dù nền kinh tế số của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, song vẫn còn những thách thức đối với hành lang pháp lý. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành nghị quyết nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của luật về thương mại điện tử. Cụ thể, bổ sung các điều kiện nhằm kiểm soát cổ phần, điều kiện đưa các nhà đầu tư nước ngoài vào danh sách các công ty công nghệ có uy tín toàn cầu, điều kiện về việc rút vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo báo cáo FinPro Digis, lợi nhuận doanh nghiệp trên đà hồi phục, ngoại trừ ngành dầu khí và du lịch và giải trí, khối 21 ngân hàng niêm yết vẫn dự báo sẽ có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 10,2% trong năm 2020. Điểm nhấn của năm 2020 là tăng trưởng thu nhập dịch vụ của khối ngân hàng, mặc dù thu nhập chứng khoán đã có dấu hiệu chững lại trong quý 3 năm 2020, bởi mặt bằng lãi suất đã không thể giảm hơn nữa do đã ở mức thấp kỷ lục. Báo cáo cho rằng hai hoạt động này vẫn là điểm nhấn của lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm 2021 tới đây. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết, việc thiếu container rỗng khiến cho chi phí vận chuyển của doanh nghiệp tăng cao. Bên cạnh đó, các đơn hàng xuất đi cũng giảm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Hiệp hội cũng đưa ra nhận định cuối năm thường là cao điểm của tình trạng khan hiếm container rỗng, đặc biệt năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm thay đổi cán cân xuất nhập khẩu càng khiến cho tình trạng này trở nên phức tạp hơn. Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen là một trong ba đơn vị đang nghiên cứu vaccine COVID-19 của Việt Nam, trong đó nhà sản xuất vaccine Nanocovax dự kiến là đơn vị đầu tiên thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người. Trong đợt tăng vốn đầu năm 2019, nhà đầu tư đã trả hơn 71.000 đồng cho mỗi cổ phiếu Nanogen, tương đương định giá doanh nghiệp này khoảng 5.100 tỷ đồng. Tiếp theo chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong 11 tháng qua, cả nước đã chi 234,78 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI nhập khẩu với giá trị khoảng 149,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,4%, trong khi khu vực kinh tế trong nước đạt 85,43 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2019. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11, số mặt hàng nhập khẩu vượt 1 tỷ đô la Mỹ là 34 mặt hàng, chiếm 89,4% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 4 mặt hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ. Dẫn đầu với kim ngạch nhập khẩu là mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 57,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 24,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, trong số 60 dự án BOT do Bộ quản lý, có hơn 80 dự án BOT đang bị hụt doanh thu. Nguy cơ trở thành nợ xấu từ các dự án BOT giao thông càng hiện hữu khi thời điểm tăng giá thu phí đã bị lùi lại đến năm 2022. Do đó, việc hoàn thiện thể chế, khung pháp lý cho PPP không chỉ tháo gỡ vướng mắc của các dự án đã và đang triển khai, mà còn tạo niềm tin của nhà đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện các dự án PPP để lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Theo mục tiêu đầu tư công giai đoạn 2021-2025, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã quyết định các định hướng tại Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Theo đề xuất của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, nhu cầu vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng 482.780 tỷ đồng, bao gồm tổng hợp nhu cầu vốn cấp thành phố là 350.296 tỷ đồng, trong đó nhu cầu 17 dự án trước đây đầu tư theo hình thức đối tác công tư chuyển sang đầu tư công là 25.000 tỷ đồng, tổng nhu cầu vốn cấp huyện là 132.484 tỷ đồng.